Xin chào Billboard Việt Nam. 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 Chúng mình là Unify. Tôi là Văn Mai Hương. Tôi là Thượng Suy. Mình là Minh. Mình là Vũ Thanh Vân. Mình cảm thấy rất là may mắn khi lần này là lần thứ tư mình được biểu diễn tại lễ hội ánh sáng. Rất là vui vì cuối cùng cũng được diễn, tại vì những năm vừa rồi thì mình chưa năm nào được diễn hết. Vân rất là hào hứng và rất là mong chờ để được biểu diễn luôn. Mỗi lần mình diễn thì nó luôn là một cái trải nghiệm mới và mỗi năm đều có một cái công nghệ mới. Cũng như là cái sân khấu mà mọi người đã cho mình xem nó càng làm mình thêm phần háo hức để được trình diễn nữa. Không, hy vọng rằng những cái điều mà Hương và ekip đã chuẩn bị sẽ được gửi tới quý vị khán giả những điều chỉn chu hơn, những điều hấp dẫn hơn và sẽ rất Văn Mai Hương. Đến với Caroline năm nay thì Unify sẽ mang tới cho mọi người một bài hát mà do cả 5 thành viên trong nhóm sáng tác, và về phần sân khấu sẽ là một sự kết hợp với công nghệ thực tế ảo rất là hoành tráng, mà mong là mọi người sẽ đón chờ tiết mục của Unify. Thời điểm này mọi người đang khó khăn, tất cả mọi thứ đều khó khăn, ai cũng khó khăn, giàu cũng khó khăn, nghèo cũng khó khăn. Thì âm nhạc giống như là một chất xúc tác vậy. Âm nhạc nó vốn luôn là một cái liều thuốc chữa lành cho tâm hồn từ trước đến nay rồi. Với mình thì mình lớn lên với âm nhạc và mình cũng được dẫn dắt bởi âm nhạc luôn. Unify cũng mong là Unify sẽ góp một cái phần nào đó đem lại những cái năng lượng tích cực, có thể chữa lành được những cái vết thương mà năm 2021 đã đem tới cho mọi người. Mình cảm thấy rất là vui khi mình nhận được rất là nhiều những tin nhắn từ khán giả của mình nói là âm nhạc của mình đã giúp họ vượt qua những thời gian khó khăn trong năm nay. Và Hương hy vọng rằng Virtual Countdown Lights năm nay, khi mà Hương cũng như là rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ nữa tham gia, thì mọi người sẽ có chung một cái sứ mệnh kết nối quý vị khán giả bằng âm nhạc. Và Hương nghĩ âm nhạc là cái sự kết nối tất cả quý vị khán giả, tất cả những trái tim một cách tuyệt vời nhất. Yên tâm ở nhà mà vẫn có thể thưởng thức một bầu không khí âm nhạc và một concert đúng nghĩa. Tại sao lại không nhỉ? Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022 với chủ đề hoàn toàn mới Unity, sự đoàn kết và đồng lòng, mang thông điệp thật ý nghĩa, yêu thương ở lại, rạng lối ngày mai, chính là dành cho các bạn. Bên cạnh những phần trình diễn ấn tượng, lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022 có rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ bạn Dinh về nhà đấy. Chà, chuyện gì nữa đây? Chúng ta vừa xem livestream mà chúng ta lại vừa có quà nữa, còn gì tuyệt vời hơn? Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng nhau đặt lịch hẹn ngay từ bây giờ đi nào. Để xem chương trình được chiếu livestream trực tiếp trên kênh YouTube và Facebook chính thức của Billboard Việt Nam vào lúc 20:30 ngày 31 tháng 12. Có rất nhiều quà đang đợi các homie nhá. Mọi người đừng quên hãy theo dõi website cũng như là fanpage chính thức của Billboard Việt Nam để cập nhật những thông tin mới nhất về các nghệ sĩ cũng như chương trình lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022 nhé.